Xin chào các bác đang xem kênh Hải Phong RV. Ngày hôm nay thì em sẽ so sánh cho các bác những cái điểm giống và khác nhau của hai dòng TV Samsung mẫu DU8000 và dòng DU7700. Thì đây đều là những dòng TV giá rẻ của Samsung trong năm 2024. Vậy thì nó sẽ có những điểm gì giống nhau, khác nhau, chênh nhau điểm gì, hoặc là giá thành của nó khác nhau như thế nào, thì mời các bác cùng em theo dõi trong video ngay sau đây. Bác nào mà quan tâm đến TV, muốn mua TV hay là muốn bên em tư vấn trực tiếp về TV, các bác cứ gọi trực tiếp về số tổng đài 0974178586 hoặc vào website để tham khảo giá. Website sẽ là eco-mart.vn. Tiện đây, bác nào mà xem kênh của em, yêu quý em thì cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất từ kênh Hải Phong RV. Và ngay sau đây thì em sẽ bắt đầu video so sánh hai cái mẫu TV Samsung để gửi đến các bác. Để so sánh sự khác nhau giữa hai dòng TV thì em sẽ lấy cái ví dụ dòng TV 65 inch DU7700 và mẫu 65 inch DU8000 hiện tại em đang bày ở đây. Hai dòng TV thì đang bày cạnh nhau để các bác dễ dàng so sánh và hình dung. Thì đầu tiên mình nói về cái dòng đời TV thì đây là đều là những cái mẫu năm 2024 rồi, đều là những cái mẫu mới của năm 2024. Dòng Crystal UHD của Samsung thì mẫu DU8000 cũng như vậy này. Mẫu DU7700 cũng là Crystal UHD, cũng là đời mới 2024, như vậy là sẽ giống nhau. Nhưng mà về size màn hình ấy thì dòng DU7700 Samsung họ sản xuất từ giải 43 cho đến 85 inch, đủ hết tất cả các size 43, 50, 55, 65, 75 và 85 inch. Trong khi đó thì dòng DU8000 của Samsung thì sẽ bỏ qua cái size 50 inch. Đây, mẫu DU8000 của Samsung thì chỉ có size 43, 55, 65, 75 và 85 inch thôi. Có nghĩa là dòng DU8000 thì sẽ không có size màn hình 50 inch các bác nhé. Đây là cái điểm khác biệt đầu tiên giữa hai dòng TV. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xét về cái thiết kế ngoại hình bên ngoài. Đầu tiên thì em sẽ nói dòng DU8000. Dòng DU8000 thì thiết kế theo dạng Air Slim. Cái độ dày TV chỉ có 2,7cm thôi. TV thiết kế viền mỏng, viền nhựa bên ngoài. Chân đế thì để ở hai bên. Và TV nếu như các bác bỏ chân đế đi thì chỉ có khoảng 2,7cm, rất là mỏng. Các cái cổng kết nối ở đường sau dòng DU8000 thì đây em sẽ quay trực tiếp cho các bác nhìn rõ. Cổng kết nối ở đây thì sẽ có cổng đầu tiên sẽ là HDMI và Optical nằm ở cái mặt thẳng ở đằng sau. Ở phần góc bên này thì các bác nhìn thấy ngay sẽ có hai cổng USB này, một cổng mạng và hai cổng HDMI ở dưới và một cổng anten. Đây là toàn bộ các cổng kết nối của dòng DU8000. Còn quay sang dòng DU7700 thì mẫu DU7700 của Samsung thiết kế cũng là dạng slim nhưng mà nó dày hơn. Đây, mẫu DU7700. Đây, thiết kế nó sẽ dày hơn so với cả dòng DU8000. Chân đế thì cái kiểu chân đế, kiểu dán chân đế ở đường sau nó cũng sẽ khác nhau một chút. Và các cái cổng kết nối đằng sau của dòng DU7700 thì ở đây sẽ có cổng USB này, cổng HDMI 3 cổng này, một cổng USB này, cổng mạng và cổng anten. Có nghĩa là ở dòng TV DU7700 của Samsung ấy thì hãng họ đã không còn cổng optical này và chỉ có một cổng USB. Đấy, so sánh, nếu như so sánh giữa hai dòng thì dòng DU7700 nó sẽ kém một cổng optical và một cổng USB so với cả dòng DU8000. Đây là cái điểm khác biệt ở bên ngoài, thiết kế bên ngoài. Thì với cái dòng TV mà thiếu cổng optical ấy thì các bác sẽ kết nối sang loa sau ba bên ngoài bằng cách là mình kết nối qua Bluetooth thôi chứ không kết nối được dây được các bác nhá. Hoặc là các bác có thể tìm những cái bộ chuyển đổi âm thanh từ HDMI sang optical thì mình cũng có thể kết nối được. Thì đấy là các bác phải qua một bộ chuyển đổi HDMI chuyển sang optical hoặc là mình kết nối qua Bluetooth. Còn với những dòng
DU8000 thì đã có cổng optical, vẫn có cổng optical thì các bác vẫn cắm được trực tiếp hoặc là mình bắt Bluetooth. Mình sẽ có nhiều phương án hơn so với cả dòng DU7700. Thì đấy là về cái thiết kế bên ngoài. Về cái cấu hình màn hình bên trong thì đầu tiên em sẽ nói dòng DU8000 trước. Mẫu DU8000 thì màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60Hz, công nghệ nét viền một màu và tấm đèn PA. Giải màu thì giải màu Dynamic Crystal Clear. Rồi âm thanh thì tổng công suất là 20W, có hỗ trợ đầy đủ âm thanh theo chuyển động OTS cũng như là công nghệ đồng bộ QSymphony. Âm thanh thì tổng công suất là 20W, có hai củ loa hai bên. Giao diện của dòng DU8000 thì giao diện mới, Tizen mới trong năm 2024. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua Bixby và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Đây, giao diện mới nhất của Samsung sẽ là như thế này. Ứng dụng thì có đầy đủ từ VTV Go, Vion, YouTube, Netflix, SmartThings. Cái SmartThings của Samsung năm nay ấy, thì các bác sẽ có thể kết nối được sang điện thoại và sẽ có nhiều ứng dụng hơn so với những năm trước. Năm nay ấy, thì các bác sẽ có cái phần tiết kiệm điện để mình theo dõi TV hoạt động hàng ngày, hàng tháng xem hết bao nhiêu tiền điện. Từ đó thì các bác sẽ có cái kế hoạch để mình tiết kiệm điện. Và trong cái ứng dụng nó cũng sẽ gợi ý cái phần tiết kiệm điện cho các bác để sử dụng. Rất là hay ở mẫu TV Samsung mới trong năm 2024. Qua dòng DU8000 thì chuyển sang dòng DU7700. Cấu hình của dòng DU7700 thì nó như thế nào? Mẫu DU7700 thì màn hình vẫn là độ phân giải 4K, tần số quét là 60Hz, công nghệ nét viền một màu và tấm đèn VA. Ở mẫu này thì cái màu sắc và cấu hình của TV em đánh giá nó sẽ tương tự, nó ngang bằng so với cả dòng DU8000. Nó không khác gì cả các bạn nhé. Về cấu hình bên trong thì gần như không khác gì. Em thấy chỉ khác mỗi về cái thiết kế bên ngoài và các cái cổng kết nối ở đường sau TV là có điểm khác biệt thôi. Âm thanh của TV thì cũng sẽ có hỗ trợ âm thanh theo chuẩn động OTS và công nghệ QSymphony. Âm thanh là 20W, có hai củ loa hai bên. Cái công nghệ QSymphony ấy thì sẽ giúp các bác đồng bộ âm thanh từ TV với âm thanh loa sau ba bên ngoài. Có nghĩa khi các bác kết nối với loa sau ba bên ngoài, ví dụ như TV đang có hai loa thì loa sau ba bên ngoài có khoảng 3 loa thì sẽ kết nối vào tổng sẽ là 5 loa và nó sẽ phát ra cả 5 để tạo cảm giác âm thanh vòm và âm thanh nó nghe hay hơn. So với trước kia là sẽ không có công nghệ đồng bộ ấy, thì khi các bác kết nối loa sau ba bên ngoài thì loa TV nó sẽ bị tắt đi và chuyển loa TV thì loa sau ba bên ngoài tắt đi. Thì đây bây giờ sẽ bật được cả hai cùng một lúc. Thì đấy là cái công nghệ QSymphony của Samsung. Giao diện TV của dòng DU7700 thì cũng giống nhau. Đây, giao diện là giao diện mới nhất trong năm 2024 của Samsung. Ứng dụng thì cũng đầy đủ đây. Không khác gì các bác nhá, đều là giao diện mới nhất của Samsung. Ứng dụng VTV Go, Vion, YouTube, Netflix hay là SmartThings cũng có. Và cái phần đồng bộ sang SmartThings để các bác theo dõi TV hoạt động cũng như là tiết kiệm điện cũng có trên cái mẫu này. Và một cái mẹo nhỏ nữa, khi mà các bác đồng bộ sang SmartThings kết nối với điện thoại ấy, thì các bác có thể sử dụng điện thoại smartphone của mình thay thế cho cái điều khiển của TV. Trong trường hợp là nếu như mình sử dụng, mình bị mất điều khiển hay là mình bị hỏng điều khiển của TV thì các bác hoàn toàn có thể thay thế bằng cách mình điều khiển qua cái điện thoại của mình để mình điều khiển TV Samsung, tắt mở vào các ứng dụng, vào menu, nói chung là thay nguyên một cái điều khiển remote bằng điện thoại đều được. Đây là cái mẹo khi mà các bác đồng bộ sang SmartThings của Samsung. Như vậy em thấy về cấu hình bên trong rồi màn hình thì gần như sẽ không khác nhau, tương đương nhau hết các bác nhá. Và cuối cùng ấy thì mình sẽ so sánh về cái mức giá để mình xem là mình nên mua cái mẫu nào. Thì ở đây mức giá, ví dụ như em sẽ quay so sánh cái dòng 65 inch trước, thì giá thành của mẫu 65 inch dòng 65 DU8000 của Samsung hiện tại đang bán bên em giá mà trừ đi hết quà rơi vào là 13.870. Hàng thì
chắc chắn là mới nguyên hộp rồi, bởi vì đây là mẫu mới 2024, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Sang dòng 65 DU7700 thì cái mức giá hiện tại đang bán bên em trừ kết quả rơi vào là 13.180.000, 13.180. Như vậy cái mức giá hai cái mẫu này chỉ chênh nhau khoảng tầm là 700.000 thôi. Dòng DU7700 rẻ hơn 700.000 so với cả dòng DU8000. Đây là size 65 inch. Ví dụ như là giá thành hiện tại, ví dụ các bác so sánh sang 55 inch, mẫu 55 DU8000 thì hiện tại đang bán là 11.710.000. Trong khi đó thì dòng 55 DU7700 đang bán là 11.220. Hai mẫu đó thì chênh nhau khoảng 500.000, size 55 inch. Tiếp theo ở size 75 inch đi. Mẫu 75 DU7700 hiện tại đang bán là 18.850. Trong khi đó thì dòng 75 DU8000 đang bán là 19.930. Chênh nhau khoảng tầm 1.1 triệu. Như vậy càng size to thì càng chênh nhiều, size nhỏ thì chênh ít hơn. Như vậy tùy theo cái nhu cầu sử dụng khác nhau, em thấy là các bác sẽ xem cái nhu cầu sử dụng như là về âm thanh, cổng kết nối optical các bác có cần hay không. Nếu các bác cần cổng optical thì các bác nên mua dòng DU8000, bởi vì thực tế thì cái giá tiền đang chênh nhau ấy nó không phải là con số nhiều, nó chỉ khoảng tầm độ vài trăm ngàn cho đến 1 triệu thôi. Nên các bác nào mà cần optical các bác nên chọn dòng DU8000, còn các bác nào mà không cần, các bác vẫn bắt Bluetooth hết rồi, thì các bác chọn dòng DU7700, nó tiết kiệm hơn. Trong khi đó thì cấu hình TV, màn hình chất liệu hình ảnh nó sẽ không thay đổi. Đây là những điểm khác nhau và so sánh giữa hai dòng DU7700 và DU8000 đời mới 2024 của thương hiệu Samsung. Thì video so sánh ngày hôm nay thì em đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất từ kênh Hải Phòng TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.